Hello, tất cả đây là Mai mới lựa chọn cái design khác cho Serenity Day Spa. Mới lại Mai design cái custom banner cho Serenity Day Spa. Ok, bây giờ Mai muốn show tất cả đó là sau khi mình lựa chọn cái banner rồi thì mình sẽ design cái banner rồi thì mình phải lên configure cái contact page là mình vào trong cái back office của mình. Click vào trong Contact tab ở bên trên. Mình vào trong đây mình xem là cái tên nó có đúng hay không. Cái David cái email mà mình muốn khách hàng á, lúc khi mà người ta contact mình ở trong cái website của mình á. Ok, đây là cái contact page. Nó nếu mà Mai tới đây, Mai type in tên của Mai. Mai bỏ cái email của Mai. Ok, Mai bỏ cái số điện thoại của Mai. Ok, and then Mai nói là please call me for an appointment. Ok, thì Mai hit send. Thì cái message của Mai đó nó sẽ tới một copy đến cái email này. Rồi nếu mà quý vị không có muốn cái vào cái email mà ở trong đây thì xin quý vị thay đổi cái email đó để cho nó hợp với để cho mình tới mình check cái email của mình. Ok, hồi nãy Mai mới contact phải không? Thì bây giờ đó Mai muốn show tất cả đó là bất cứ là ai ở ngoài khách hàng nào mà tới website của quý vị đó mà contact quý vị đó thì những cái người đó sẽ vào cái contact information ledger, nó có cái list của những người vào trong đây thì mình sẽ biết ai, một là mình được cái ledger ngay đây, hai là mình được một cái copy trong cái email của mình. Thì Mai sẽ show tất cả là trong cái email của Mai này ha. Mai sẽ nhận được một cái Ok, hồi nãy Mai mới liên lạc tí nữa nó sẽ tới và lúc đó thì Mai sẽ show tất cả. Nhưng mà Mai đó nhận được trong BlackBerry của Mai rồi, nhưng mà trong cái email server của Mai chắc chậm. Đó là đặc biệt ở trong cái website của tụi này, của Ovita. Chứ mấy cái website kia đó chỉ có là một cái page để information, để contact thôi. Còn cái Ovita website đó có tự động là địa chỉ ngay đây, được Google Map. Nếu mà mình muốn hiện cái Google Map cho khách hàng á thì mình vào trong đây click here to display Google Map contact đó. Ok, hit save thì tự động á mình ra ngoài website của Serenity Day này ha. Mình click vào Google Map, nó lên cái map cho khách hàng, get direction. Ok, Mai chắc mày phải hit refresh again. Ok, and then mày hit. There you go. Đó, có cái map cho tới đây, from here and to go to there. Okay, cái đó là một cái feature rất là đặc biệt. Tại vì nhiều cái website cũ hay là nhiều cái website mà không có coding á thì nó chỉ có một cái hình của cái map ở trong cái contact thôi chứ không có như vậy. Ok.